Ngay trong chiều ngày hôm qua, ngày 26 tháng 2, tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức họp khẩn để triển khai các biện pháp khẩn cấp truy vết cách ly tập trung những trường hợp liên quan đến một người phụ nữ nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Đồng Tháp, dương tính với SARS-CoV-2 là ca bệnh nhân 2424. Theo kết quả điều tra dịch tễ ban đầu, bệnh nhân này quê ở thành phố Cần Thơ sang Vương quốc Campuchia làm việc tại casino ở thủ đô Phnom Penh. Ngày 23 tháng 2, đối tượng này cùng một phụ nữ khác từ Vương quốc Campuchia vượt biên trái phép về Đồng Tháp, sau đó thuê nhà nghỉ tại thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng. Tối cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện và đưa hai đối tượng đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 25 tháng 2, kết quả xét nghiệm xác định bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2. Người phụ nữ đi cùng có kết quả âm tính. Cơ quan chức năng đã xác định 11 trường hợp tiếp xúc F1, trong đó có 3 người ở thành phố Cần Thơ. Hiện đã có 9 người F1 được cách ly tập trung, 2 trường hợp khác đang được truy tìm. Hiện ca bệnh số 2424 có dấu hiệu ho, đau họng và đang được cách ly theo dõi tại khu cách ly Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự.